Thưa quý vị, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các địa phương vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Miền Trung và vùng Tây Nguyên. Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ thực trạng trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó nêu rõ một số khó khăn chung như việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện các chương trình theo tỷ lệ quy định khó đảm bảo, bất cập trong bố trí cán bộ phụ trách thực hiện các chương trình ở cơ sở, chưa có chính sách chế độ đãi ngộ phù hợp, năng lực quản lý, tổ chức triển khai ở các địa phương chưa đồng đều. Hội nghị cũng đề ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện 3 chương trình, trong đó tập trung đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư cho cấp cơ sở, thực hiện cơ chế lồng ghép nguồn vốn ở địa phương. Được biết, tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Miền Trung và vùng Tây Nguyên do Trung ương giao là hơn 39.000 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong vùng giảm khoảng 2%. Toàn vùng có 1.922 trên 2.751 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11,86% so với đầu giai đoạn.